Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2019, Dũng Audi xin phép được quay clip chi tiết một chiếc xe đang bán tại cửa hàng Dũng Audi, chiếc Santa Fe, Hyundai Santa Fe sản xuất 2009, hai cầu máy dầu, cửa sổ nóc để start top. Chiếc xe có màu ghi bạc, xe cực đẹp. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 535 triệu. Mọi thông tin thì quý anh chị cứ alo trực tiếp cho Dũng Audi theo hotline là 0855 966 966. Xin nhắc lại số điện thoại của Dũng Audi là 0855 966 966. Bây giờ em sẽ quay tổng thành sơn bỏ phía ngoài trước, sau em sẽ đi vào phần nội thất cũng như cái phần khoang máy cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Đây là phần sơn vỏ và phía ngoài của xe. Chiếc xe này có màu ghi bạc, sơn rất là đều, tươi sơn. Chiếc Santa Fe 2009, hai cầu máy dầu. Sơn si rất là đều xe, cam kết không đâm đụng, không tai nạn ngập nước. Đấy là phần sơn vỏ và ngoại thất trên chiếc xe. Bây giờ em sẽ đi vào cái phần nội thất của xe và sẽ giới thiệu cho quý anh chị những cái tính năng của xe. Đầu tiên thì em xin quay cái phần tắp ly của xe. Tắp ly thì có cái hệ thống gương kính chỉnh điện. Đấy, mở khóa xe, khóa kính. Cũng như là một số người chưa quen đi cái dòng Santa Fe này thì cái nắp bình dầu nó mở khóa ở đây. Đấy, ngay cánh cửa cánh lái luôn. Keo chỉ zin. Keo chỉ zin. Có hệ thống ghế điện, ghế chỉnh điện này. Đấy, mình kéo trước ra sau đấy. Phần này phần ngửa đấy, các bạn có thể thấy nó tự ngửa ra. Còn cái phần này là phần túi hơi, túi hơi của cái bóng ghế đây, cái phần túi hơi này. Chiếc xe này thì đã được tích hợp rất là nhiều tính năng trên vô lăng. Đây là nút âm lượng, mình chỉnh loa âm lượng rồi mình chuyển bài đây và ngắt tiếng ở đây. Phần này là phần trung tâm của cái đài. Okay. Chiếc xe này thì là 3 vùng điều hòa nhé. Xin giới thiệu với quý anh chị là 3 vùng điều hòa. Cửa sổ nóc. Đấy, cửa sổ nóc đấy. Đấy, cửa sổ nóc. Chiếc xe này thì nó hai cầu nhé. Hai cầu đấy, nút giữa đây. Điều hòa 2-3 vùng độc lập, cực mát. Túi khí thì quanh xe. Đang đi cái xe này. À, chiếc xe này nó có một cái đặc biệt nữa là nó là hai ghế điện, ghế bên phụ. Đấy, cho những người ngồi bên phụ thì phụ xe thì cũng là ghế điện. Đấy. Xe nổ êm, côn số chuyển rất là đều. Đấy.
xe máy dầu nổ nhưng mà nổ cực êm. Ngoài ra đây còn có số tay ấy, bán tự động nhé. Lên số đây. Điều hòa hai vùng này, điều hòa auto đấy. Cực mát. Tắp ly đang còn mới. Ghế da xịn cũng tầm 80-90%. Xe rất đều xe. Những cái tính năng phía trước đây, còn đây là cái phần này, hàng ghế giữa đây. Đấy, hàng ghế giữa khá rộng rãi. Đấy, mình ngồi rất là thoải mái này. Cái khu vực để chân thì nó cũng khá rộng. Đây thì là nghe ổ sạc điện cho những người ngồi phía sau. Đây, tại sao lại là ba vùng điều hòa thì một số người chưa biết nó ba vùng điều hòa là nó như nào. Phía trước cái vùng điều hòa, dàn điều hòa phía trước thì mình không nói. Những hàng ghế thứ hai đấy có vùng dàn điều hòa cho hàng ghế thứ hai, mình có thể chỉnh đấy. Đây, lên xuống này, sang hai bên này. To nhỏ gió này. Đấy, bên này cũng thế. Đấy, đây là vùng thứ hai, còn vùng thứ ba nó nằm ở hàng ghế thứ ba. Chiếc xe này 7 chỗ rồi. Đây là hàng ghế thứ ba. Đấy, cái vùng điều hòa của hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ ba. Đối với hàng ghế thứ ba thì mình nếu mà cần thiết thì mình kéo cái phần này lên. Đấy, thành là hàng ghế thứ ba. Ví dụ cho các bạn đây. Đối với cái dòng này thì hàng ghế thứ ba ngồi cũng khá là thoải mái, không đến nỗi quá chật. Ngồi hàng ghế thứ ba cũng có cửa gió điều hòa cực mát. Đấy là phần tổng thành nội ngoại thất của chiếc xe. Thì chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 535 triệu. Winda Santa Fe sản xuất 2009. Bản 2 cầu máy dầu. Xe cực đẹp, cam kết không tai nạn ngập nước. Sơn xi thì rất là tươi. Quý anh chị quan tâm thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0855 966 966. Bên em thì đang hỗ trợ trả góp cho quý anh chị trên toàn quốc. Bây giờ thì em đã làm toàn quốc được rồi. Hỗ trợ trả góp toàn quốc. Về cái phần trả góp thì thủ tục rất là đơn giản. Chỉ cần chứng minh thư, sổ hộ khẩu. Thì bên em sẽ hỗ trợ trả góp cho quý anh chị trên toàn quốc. Lên tới 6-70% giá trị xe. Giờ em sẽ quay cho anh chị nhìn qua cái phần máy của chiếc xe. Cái mở cúp capo đây. Cái dòng Hyundai này thì ti nó đã được ti thủy lực nhé. Bằng ti thủy lực nhé. Tự chống lên, mình không cần phải giật quyết chống. Đây là phần máy đây. Đấy. Tai. Răng sắc xi nguyên bản. Không có tai nạn, không ngập nước. Máy nổ im thiên thít. Máy cực kỳ khô ráo, sạch sẽ. Không có một chút gọi là giấm dầu. Các máy zin ấy. Bình ắc quy mới thay. Keo chỉ zin. Keo chỉ carbon zin.
ốc zin, ủ giảm sóc zin, xe cực đẹp luôn quý anh chị ạ. Cái phần máy thì em quay qua cho quý anh chị biết. Còn mọi thắc mắc hoặc là mọi ý kiến đóng góp thì quý anh chị alo trực tiếp cho Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương theo số điện thoại 0855 966 966. Bên em hỗ trợ trả góp toàn quốc cho quý anh chị và các bạn từ những cái dòng xe tầm 2010 đổ lên. Thì đây là clip chi tiết em báo giá cũng như là quay một số những cái chi tiết của cái chiếc xe Santa Fe 209 này. Thì em xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quan tâm. Em xin cảm ơn ạ.